Đây là câu cá đối hả? Cá đối. Thức ăn là mồi là bột. Câu này lâu chưa anh? Chơi giải trí vuông vuông đi chơi. Câu chơi hả? Và một lần câu thường mà chúng là 2-3 ký hả? Thường mình câu chừng nếu nó chỉ ăn chừng 2 phút là cỡ 2-3 ký luôn rồi. Nhưng mà mùa nào cũng có chứ hay sao? Thường thì mùa nào mới có anh? Tháng 2, tháng 3 là nước nó lên hay là nước này nước ngọt hay nước mặn ta? Nước mặn. Không có dính. Hết ăn rồi. Nhưng mà ở đây được 2, 4, 6, 8. Đó, dính rồi đó, em nói mà. Em nói mà, dính rồi nè. Nó vô trong đó. Bỏ bột vô. Bỏ bột vô.